Minh Phát mới chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát. Các bạn đã theo dõi bản tin buổi trưa hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 2 năm 2021. Và đây là bản tin mới nhất được Minh Phát vừa cập nhật. Mời các bạn hãy cùng theo dõi. Các bạn thân mến, giá vàng hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 2 ở tại thị trường trong nước đảo chiều giảm theo xu hướng của giá vàng thế giới. Ngay sau ngày vía thần tài, giá vàng miếng SJC đã giảm khoảng 300.000 đồng một lượng và đã về ngưỡng là 56 triệu đồng một lượng. Cụ thể tại trưa nay, cửa hàng vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giá vàng SJC giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua và chiều bán điều chỉnh giảm 250.000 đồng một lượng. Trong khi đó, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội điều chỉnh giảm ở chiều mua là 100.000 đồng một lượng và chiều bán là 50.000 đồng một lượng. Tại Mỹ Hồng SJC, điều chỉnh giá vàng SJC giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua và chiều bán là 200.000 đồng một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý PNG chi nhánh tại hai miền Bắc Nam cũng ghi nhận mức giảm ở chiều mua là 150.000 đồng một lượng và ở chiều bán là giảm 300.000 đồng một lượng. Hiện tại, giá trần mua vào và bán ra của vàng miếng SJC ở mức 55.550.000 đồng một lượng và 56.070.000 đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, trái với thị trường trong nước, giá vàng thế giới có tín hiệu tăng nhẹ ngay phiên mở đầu tuần, nhưng chưa đủ mạnh để bứt phá lên ngưỡng 1.800 đô la Mỹ. Kỳ vọng ngày càng lớn về lạm phát đã thúc đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2020. Đà tăng của lợi suất trái phiếu cũng hỗ trợ đồng đô la Mỹ phục hồi từ đáy 3 tuần và theo đó gây áp lực lớn hơn tới vàng. Theo các nhà phân tích, thị trường trái phiếu vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với giá vàng trong ngắn hạn. Mặc dù áp lực lạm phát đang tăng lên, nhưng kỳ vọng ngày càng tăng về sự phục hồi mạnh hơn dự kiến trong hoạt động kinh tế đã bù đắp tâm trạng của giới đầu tư. Hiện một số người cho rằng mức trung bình 1.700 đô la Mỹ là cơ hội mua vào tuyệt vời. Tuy nhiên, không ít người nói về khả năng vàng sẽ còn giảm xuống mức thấp hơn nữa, đặc biệt là khi lợi suất trái phiếu và chứng khoán tăng mạnh. Chẳng hạn, chuyên gia phân tích từ Oanda cho rằng mức 1.760 đô la Mỹ vẫn là mức giá khá quan trọng và nếu như giá vàng xuống dưới mốc này thì khả năng có thể rớt xuống sâu hơn vùng 1.600 cho đến 1.650 đô la Mỹ. Nếu điều đó xảy ra thì giá vàng trong nước chắc chắn sẽ về ngưỡng là 54 triệu đồng một lượng. Hay là như giám đốc giao dịch toàn cầu ông Peter Hung tiết lộ, dấu hiệu cơ bản về lạm phát dường như đang tăng tốc nên ông coi những đợt giảm giá này là cơ hội mua chứ không phải là lúc để hoảng sợ hay là bán tống bán tháo. Chuyên gia Peter Hung cho rằng chỉ cần vượt qua mức kháng cự không đáng kể là 1.800 đô la Mỹ và sau đó là mức 1.825 đô la trước khi quay đầu trở lại xu hướng tăng lên mức 1.900 đô la Mỹ. Tất nhiên ở xu hướng xấu, chuyên gia này cho rằng nếu việc bán ra tăng nhanh vào tuần này, vàng sẽ sẵn sàng kiểm tra lại mức 1.750 đô la Mỹ và sau đó là 1.725 đô la Mỹ. Tuy nhiên tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Về dự báo giá vàng, vàng được xem là một kênh phòng ngừa lạm phát, kỳ vọng lạm phát cao sẽ thúc đẩy lãi suất tăng, qua đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý không sinh lời. Các nhà phân tích cho rằng vàng vẫn được hưởng lợi từ chính sách tiền tệ nới lỏng và môi trường lãi suất thấp trong năm nay. Với việc gói kích thích mới trị giá 1.900 tỷ đô la của Tổng thống Mỹ ông Joe Biden sau khi gần 4.000 tỷ đô la Mỹ được tung ra dưới thời người đương nhiệm là ông Donald Trump, thâm hụt tài chính tiềm tàng của Mỹ và nợ dưới mức chi tiêu thường gây áp lực lên đồng đô la thay vì vàng. Tuy nhiên, đồng đô la Mỹ đã tăng nhờ lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng vọt, qua đó đã tác động đến đà tăng của giá vàng. Ngay tại phiên buổi trưa hôm nay, vàng thế giới hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 1.784 USD, trong phiên đã tăng khoảng 0,06%. Mức giao dịch thấp nhất trong ngày hôm nay là 1.780 USD một ounce và cao nhất là 1.789 USD. Về chỉ số đô la Mỹ hiện đang đứng ở ngưỡng 90,340 điểm, trong phiên đã giảm khoảng 0,03%. Giá dầu thô thế giới đã có tín hiệu giảm nhẹ so với phiên trước đó. Hiện tại ở chiều mua đang có mức giá 59,92 đô la Mỹ một thùng, còn là chiều bán là 59,85 đô la Mỹ. Tiếp theo là bảng niêm yết giá vàng và giá ngoại tệ trong nước.
Vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.550.000 đồng một lượng, bán ra 56.050.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua và 250.000 đồng một lượng ở chiều bán. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 55.550.000 đồng một lượng, bán ra 56.070.000 đồng một lượng, cũng giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua và chiều bán điều chỉnh giảm 250.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC được thu hẹp lại là còn 500.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.500.000 đồng một lượng, bán ra 56.250.000 đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều mua và 50.000 đồng một lượng ở chiều bán. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 55.550.000 đồng một lượng, bán ra 56.250.000 đồng một lượng, cũng giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều mua và chiều bán điều chỉnh giảm 50.000 đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji từ 650 cho đến 700.000 đồng một lượng. Vàng PNG tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.500.000 đồng một lượng, bán ra 56.050.000 đồng một lượng, giảm 150.000 đồng một lượng ở chiều mua và 300.000 đồng một lượng ở chiều bán. Vàng PNG tại Hà Nội mua vào 55.500.000 đồng một lượng, bán ra 56.050.000 đồng một lượng, cũng giảm 150.000 đồng một lượng ở chiều mua và chiều bán điều chỉnh giảm 300.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng PNG là 550.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý, SJC mua vào 55.550.000 đồng một lượng, bán ra 55.950.000 đồng một lượng. Tại Mỹ Hồng, SJC mua vào 55.650.000 đồng một lượng, bán ra 55.900.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín, Minh Châu mua vào 56.350.000 đồng một lượng, bán ra 56.800.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank mua vào 55.530.000 đồng một lượng, bán ra 55.830.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng ACB mua vào 55.450.000 đồng một lượng, bán ra 55.950.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Sacombank mua vào 54.380.000 đồng một lượng, bán ra 54.580.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB mua vào 55.700.000 đồng một lượng, bán ra 56.200.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Bidvibank mua vào 55.400.000 đồng một lượng, bán ra 56.600.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng TV Bank Gold mua vào 55.550.000 đồng một lượng, bán ra 56.250.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua có mức điều chỉnh giảm từ 50.000 đồng một lượng cho đến 370.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán cũng có mức giảm tương tự từ 50 cho đến 370.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh giảm ở cả chiều mua và chiều bán. Theo đó, ở chiều mua điều chỉnh giảm 50.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán điều chỉnh giảm 250.000 đồng một lượng. Tại Đà Nẵng mua vào 55.550.000 đồng một lượng, bán ra 56.070.000 đồng một lượng. Tại Nha Trang mua vào 55.550.000 đồng một lượng, bán ra 56.070.000 đồng một lượng. Tại Cà Mau mua vào 55.550.000 đồng một lượng, bán ra 56.070.000 đồng một lượng. Tại Bình Phước mua vào 55.530.000 đồng một lượng, bán ra 56.070.000 đồng một lượng. Tại Huế mua vào 55.520.000 đồng một lượng, bán ra 56.080.000 đồng một lượng. Tại Biên Hòa mua vào 55.550.000 đồng một lượng, bán ra 56.050.000 đồng một lượng. Tại Miền Tây mua vào 55.550.000 đồng một lượng, bán ra 56.050.000 đồng một lượng. Tại Quảng Ngãi mua vào 55.550.000 đồng một lượng, bán ra 56.050.000 đồng một lượng. Tại Long Xuyên mua vào 55.570.000 đồng một lượng, bán ra 56.100.000 đồng một lượng. Giá vàng bốt số 9, vàng nữ trang SJC. Nhận bốt số 9 là từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 54.100.000 đồng một lượng, bán ra 54.650.000 đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều mua và 250.000 đồng một lượng ở chiều bán. Vàng nữ trang bốt số 9 mua vào 53.750.000 đồng một lượng, bán ra 54.450.000 đồng một lượng, giảm 250.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang 24K mua vào 52.911.000 đồng một lượng, bán ra 53.911.000 đồng một lượng,
giảm 247.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nước trang 18K mua vào 38.992.000 đồng một lượng, bán ra 40.992.000 đồng một lượng, giảm 187.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nước trang 14K mua vào 29.898.000 đồng một lượng, bán ra 31.898.000 đồng một lượng, giảm 145.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 20.858.000 đồng một lượng, bán ra 22.858.000 đồng một lượng, giảm 104.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank. Đồng đô la Mỹ mua vào 22.900 đồng, tăng 5 đồng, bán ra 23.110 đồng, tăng 5 đồng. Riêng tại thị trường tự do, đồng đô la Mỹ mua vào 23.750 đồng và bán ra là 23.800 đồng. Đồng đô la Úc mua vào 17.695 đồng, tăng 228 đồng, bán ra 18.434 đồng, tăng 238 đồng. Đồng đô la Canada mua vào 17.814 đồng, tăng 134 đồng, bán ra 18.558 đồng, tăng 140 đồng. Đồng yên Nhật mua vào 212 đồng, bán ra 223 đồng, giá không thay đổi so với phiên liền trước. Đồng euro mua vào 27.070 đồng, tăng 77 đồng, bán ra 28.485 đồng, tăng 81 đồng. Đồng franc Thụy Sĩ mua vào 25.029 đồng, giảm 11 đồng, bán ra 26.074 đồng, giảm 12 đồng. Đồng bảng Anh mua vào 31.483 đồng, tăng 130 đồng, bán ra 32.798 đồng, tăng 136 đồng. Đồng nhân dân tệ mua vào 3.494 đồng, tăng 6 đồng, bán ra 3.640 đồng, tăng 7 đồng. Đồng đô la Singapore mua vào 16.961 đồng, tăng 45 đồng, bán ra 17.670 đồng, tăng 46 đồng. Các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi trưa hôm nay trên kênh của Minh Phát. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn buổi chiều thật nhiều niềm vui. Nếu như các bạn yêu kim loại quý, các bạn nhớ nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.